Đi công việc ghé một người bạn ở trên đường Hai Bà Trưng, thì Huy Hoàng quay lại cạnh đường phố thành phố Huế cho quý vị anh chị và các bạn, những ai mà đã từng sống và làm việc ở thành phố Huế, thì xem lại những video mà Huy Hoàng chia sẻ về cảnh đời thường của thành phố Huế, thì giúp cho quý cô anh chị và các bạn cũng bớt nhớ quê nhà. Bên tay trái của Huy Hoàng là công viên Hương Bạc, còn đối diện công viên Hương Bạc là của Thường Tứ. Hôm nay ở trong công viên nó đang có cái lễ hội ẩm thực gì đó. Quý cô chú anh chị và các bạn thấy ở công viên Hương Bạc nó đang dựng mấy cái rạp, mấy cái nhà đó, nhà tre đó. Bên tay phải của Huy Hoàng đây là hồ Vinh Liên Hoàng, hồ Vinh Tứ đó. Rồi thì Huy Hoàng đang làm video cho quý cô chú anh chị và các bạn xem đang đi trên con đường Trần Hưng Đạo thành phố Huế. Vừa qua cầu Tràng Tiền thì chuẩn bị khoảng 100m đến cầu mới, cầu Phú Xuân. Thì Huy Hoàng đi đường đó để vô đường Hai Bà Trưng ghé người bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn đang xem video Huy Hoàng đang quay ở trên đường Trần Hưng Đạo, bờ bắc của thành phố Huế. Phía tay trái của Huy Hoàng đây là công viên Hương Bạc đây. Còn phía tay phải của Hoàng đây là đường Đinh Ninh Hoàng cửa vào cửa Thượng Tứ. Sắp tới thành phố Huế có festival, cho nên là khung cảnh của thành phố Huế thì cũng đang được chỉnh trang, dọn dẹp và trang hoàng lại rất là nhiều. Cái khúc mà chợ Đông Ba thì treo đèn lồng đỏ rất là nhiều. Còn phía công viên Hương Bạc thì cũng đang diễn ra hội chợ ẩm thực. Còn phía tay trái của quý cô chú anh chị và các bạn, đây là cầu mới, cầu Phú Xuân. Thời tiết của Huế thì nó cũng giống như là các cái tỉnh miền Trung và miền Nam, nhưng nó có sự khác biệt là Huế thì cây xanh rất là nhiều. Đây là cầu mới Phú Xuân đây quý cô chú anh chị và các bạn. Thì Huế có hệ thống cây xanh rất là nhiều, rồi kết hợp với lại sông nước bao quanh thành phố Huế, cho nên là mặc dù là nắng nóng nhưng mà nó vẫn có không khí ẩm rất là dễ chịu, chứ nó không có khô như là ở Sài Gòn. Nhiều lúc nhiệt độ của Huế nhiều khi còn cao hơn nhiệt độ Sài Gòn khoảng 1 độ, chênh lệch nhau 1 độ á, tức là Huế cao hơn nhưng mà không khí nó rất là dễ chịu, mát mẻ vì chung quanh là ao hồ rồi xong đây quý cô chú anh chị và các bạn. Bên phía tay phải của Huy Hoàng đó, quý cô chú anh chị thấy đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nằm ở đường Lê Lợi, đối diện với lại công viên Lý Tự Trọng ở bên bờ Nam. Còn bên phía tay trái của Huy Hoàng đây là cầu Gỗ Lim, đường Lê Lợi, cũng là thuộc bờ Nam của thành phố Huế. Quý cô chú anh chị và các bạn đang xem video Huy Hoàng đang đi trên cầu mới, cầu Phú Xuân.
tháng này là tháng hè, cho nên là ở trong công viên Lý Tự Trọng, rồi quý cô chú anh chị và các bạn đang thấy học sinh và các em nhỏ vào tháng hè đang được phụ huynh bố mẹ dẫn đi công viên chơi rất là nhiều. Nước trong xanh luôn. Trước mặt quý cô chú và các bạn là Bệnh viện Trung ương Huế. Cái đường Hai Bà Trưng này nối dài này, mấy tháng này thì hôm nay bắt đầu mới làm xong nè, cánh nhựa nè, rất là đẹp. Còn đang đổ nhựa nóng đây quý cô chú anh chị và các bạn. Còn con đường mà Huy Hoàng bắt đầu là đang đi vừa dẫn vào đây, là đường này là đường Hà Nội nha quý cô chú anh chị và các bạn. Có đường Hà Nội này đi thẳng ra ngã 6 của trung tâm thành phố Huế luôn. Đấy quý cô chú anh chị và các bạn thấy cái tòa nhà tháp cao cao đó là Wincom á. Đang lưu đây. Đường đang lưu. Rất là đẹp. Đây là con đường Hai Bà Trưng. Bên phía tay phải của Hoàng là Bệnh viện Trung ương Huế. Nhiều đường đang cán cho nên là đi ngang, đi ra bánh xe nó dính quá trời luôn quý cô chú anh chị của các bạn. Đó. Ở bên tay trái của Hoàng đây nó có một cái công viên nhỏ, là công viên Kim Đồng. Nhỏ thôi, thì mặt chính của nó là đường Hà Nội, và mặt sau của nó là đường Hai Bà Trưng, và mặt thông của nó là đường Trần Cao Vân. Đây ở đường Hai Bà Trưng thì cặp theo Bệnh viện Trung ương Huế, cho nên là rất nhiều nhà thuốc, hệ thống nhà thuốc và bán các vật liệu y tế rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó là các dịch vụ ăn theo như là nhà nghỉ, rồi phòng trọ, rồi quán cơm cũng rất là tấp nập. Đây là quán cà phê đây. Góc này là góc Ngô Quyền với Hai Bà Trưng. Thì thành phố Huế nó nhỏ thôi quý cô chú anh chị và các bạn, cho nên là những con đường thì nó cũng không được dài. Đây là đường Hai Bà Trưng với là Ngô Quyền. Đây là đường Ngô Quyền. Thì Huy Hoàng đi thăm một người bạn, hẹn với một anh bạn, anh ở trên đường Ngô Quyền. Thì tiện thể đây Huy Hoàng làm clip chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn. Những ai mà từng sinh ra lớn lên ở thành phố Huế thì khi xem những cái video mà Huy Hoàng chia sẻ về thành phố Huế thì cũng giúp gợi lại những kỷ niệm xưa, đồng thời cũng bớt được nhớ quê nhà. Anh ở số 66 Ngô Quyền. Khúc này là 42, vậy là càng ngày càng giảm rồi. Về đấy Huy Hoàng quay ngược lại. Ở Huế này hẻm của nó thì nó không như Sài Gòn. Sài Gòn thì gọi là hẻm, còn Hà Nội thì gọi là ngắt. Hẻm ngắt, còn ở đây nó gọi là kiệt. Kiệt là giống như là kiệt, tức là kiệt quệ đó. Kiệt tức là hẻm, là ngắt, là ngõ. Ở Sài Gòn thì mỗi nơi có mỗi cái tên khác nhau. Anh ở 66 Ngô Quyền. Để Huy Hoàng tìm. Này 60 rồi, 66. Rồi, ok, thấy rồi.
hắn ở lầu 3. Ở đây hơi tối chút. Nhưng mà rất là sạch sẽ. Ủa? Hello. Chuẩn bị đi đâu? Tính đi kiếm gì ăn hả? Kéo lại anh chưa luôn cho rồi.